Bạn có biết những vấn đề cấp bách hiện nay đang là gì hay không? Môi trường thì bị tàn phá, động vật thì bị ngược đãi, giết hại, dịch bệnh thì hoành hành. Và gần đây nhất, đó chính là đại dịch Corona. Bạn đã bao giờ đi đến một trang trại động vật hoặc là một cái lò mổ hay chưa? Để bạn có thể hình dung được những bữa ăn hàng ngày của bạn trước đó được sản xuất như thế nào. Ở trong trang trại động vật và các lò mổ thì họ bị giết, họ bị cắt đầu, họ bị mổ xẻ và họ bị tra tấn một cách rất tàn bạo. Cái nơi ở của họ sống dường như rất chật hẹp và rất tù túng. Họ thường xuyên bị giết hại và đôi khi họ không biết tại sao họ lại chết như vậy. Khi vừa sinh ra, đôi khi họ đã bị phải tách mẹ của họ và bị nghiền nát qua các cỗ máy. Họ bị giết hại một cách nặng nề, một cách trầm trọng. Nếu như bạn vào một cái lò mổ hay là một lò sát sinh hay là một nơi chăn nuôi động vật thì bạn sẽ biết được cái cảnh tượng nó hãi hùng như thế nào. Tôi tin tưởng rằng bạn và tôi ai cũng đều có tình yêu thương. Và nếu như chúng ta đổi vai với họ và chúng ta bị chịu những cái cảnh tượng như thế thì chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào? Nếu mà bạn đã từng đi vào bệnh viện hoặc có người thân của mình ở trong bệnh viện thì tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng đều một phần nào đó sợ phải đến nơi này. Người ta thường nói địa ngục trần gian thì tôi tin tưởng rằng bệnh viện cũng dường như là như vậy. Hiện nay việc ung thư, tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp và rất nhiều căn bệnh khác thường xuyên diễn ra. Và thậm chí người bên cạnh của chúng ta cũng mắc những căn bệnh này. Các bạn biết nguyên nhân chính từ những căn bệnh này là từ đâu hay không? Đó chính là việc tiêu thụ những thực phẩm và ăn những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Theo công bố từ các tổ chức y tế trên thế giới, mỗi năm có trên 17 triệu người thiệt mạng bởi vì bệnh tim mạch. Và hàng triệu bệnh nhân bị chẩn đoán bị bệnh ung thư liên quan đến việc ăn thịt mỗi năm. Có hơn 246 triệu người bị mang bệnh tiểu đường. Ít nhất có 2,6 triệu người mỗi năm bị tử vong do liên quan đến việc thừa cân và béo phì. Và thậm chí có rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử do bị đột quỵ hoặc bị tai biến cũng liên quan đến việc ăn uống các thực phẩm từ động vật. Tôi là một người đã ăn thuần chay trên 10 năm và trước đó hàng năm từ nhỏ cho đến khi tôi quyết định chuyển sang ăn thuần chay là thời điểm mỗi năm tôi đều phải đến gặp bác sĩ và chữa trị những căn bệnh của mình từ tim mạch, tai mũi họng, thấp khớp, rất nhiều bệnh khác nhau liên quan đến gan, liên quan đến tim và thậm chí đau đầu mà không biết tại vì sao. Cho tới khi tôi chuyển sang chế độ thuần chay thì bây giờ tôi không còn phải đi gặp bác sĩ nữa. Tôi chỉ đi để có thể khám tổng quát cho sức khỏe của mình. Và đây chính là một trong những cái lợi ích mà tôi tin tưởng rằng bằng việc chúng ta lựa chọn chế độ ăn thuần chay, sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện tối đa. Chúng ta sẽ giảm thiểu được bệnh tim mạch, giảm thiểu được cholesterol, ngăn ngừa được ung thư và thậm chí tăng thêm ít nhất 15 năm tuổi thọ. Theo những số liệu được công bố thì 80% nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hiệu ứng nhà kính và nóng lên toàn cầu liên quan đến việc chăn nuôi động vật. Và mẹ trái đất của chúng ta đang bị tàn phá một cách nặng nề. Và bạn có thể thấy được rằng những hiện tượng như thiên nhiên, như bão lũ, như lũ lụt, động đất, sóng thần thường xuyên diễn ra. Và mỗi năm, ngành công nghiệp chăn nuôi thì tiêu thụ hơn 750.000 tỷ lít nước mỗi năm. Và bạn có thể thấy được rằng ở bên châu Phi, cứ 3,6 giây trôi qua khi chúng ta hít, chúng ta thở là một người trên thế giới bị chết vì đói và khát. Nền công nghiệp chăn nuôi đã sử dụng lên đến 70% lượng nước sạch trên toàn cầu. Và chính vì cái nguyên nhân mà chúng ta chăn nuôi đã dẫn đến tình trạng là chúng ta tàn phá mẹ trái đất của chúng ta hiện tại. Và dường như cái nguyên nhân này đã ảnh hưởng trực tiếp đến trái đất của chúng ta đang sống và ảnh hưởng đến những người đang sống ở trên đó. Và giải pháp cho vấn đề này đó chính là chúng ta hãy chuyển sang ăn thuần chay. Là chúng ta đã đóng góp một phần rất lớn vào việc bảo vệ môi trường, bảo vệ mẹ trái đất, ngôi nhà thân yêu của chúng ta đang sống. Tôi tin tưởng rằng bằng việc chuyển sang ăn thuần chay thì bạn sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng, bình thản, tràn ngập tình yêu thương và thư thái hơn rất nhiều. Rất nhiều người đã lựa chọn chế độ dinh dưỡng này, từ nghệ sĩ, doanh nhân, nhà khoa học và kể cả rất nhiều người bình thường khác. Có thể kể đến như Steve Jobs, Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci,
Ở tại Việt Nam có Angela Phương Trinh, MC Đại Nghĩa, Hồ Quỳnh Hương và rất nhiều nghệ sĩ và rất nhiều người đã lựa chọn chế độ dinh dưỡng thuần chay cho cuộc sống, cho lối sống của họ. Và cá nhân tôi là một người đã ăn thuần chay hơn 10 năm và rất nhiều người cũng lựa chọn chế độ dinh dưỡng này. Còn bạn thì sao? Hãy ăn thuần chay vì sức khỏe của bạn, vì tình yêu thương loài động vật, vì bảo vệ môi trường, mẹ trái đất, ngôi nhà thân yêu của chúng ta và vì chính bản thân của chúng ta. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem qua video.